Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Nguyễn Minh Châu, 70 tuổi, ở khu tập thể Lê Lai, phường Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội, vịn tay vào người em gái ngồi cạnh. Cô đứng dậy nói trong phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở, xét xử bị cáo Vũ Thanh Hùng, 38 tuổi, trú tại Sơn Tây, Hà Nội, con rể ông Châu vào hôm 18 tháng 5 vừa qua về tội sát hại người. Xin tòa mở đường sống cho con rể. 8 giờ 30 phút, chiếc xe chở phạm nhân dừng trước khoảnh sân Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Cánh cửa xe mở ra, bị cáo Vũ Thanh Hùng bước xuống và nhanh chóng được hai cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải vào phòng xét xử số 3. Đi ngay phía sau là ông Nguyễn Minh Châu với dáng người gầy gò, ôm di ảnh con gái là chị TT 34 tuổi, vợ Hùng, bước không vững. Vội quay mặt đi khi nhìn thấy Hùng, ông không dám nhìn thẳng vào người con rể đã nhẫn tâm sát hại con gái mình. Bởi vì thấy Hùng, toàn thân ông lại bùn rùn, khó thở, sợ bệnh tim, tái phát. Ngồi vào hàng ghế bị cáo, Hùng cúi gằm mặt, không dám quay lại nhìn người thân và họ hàng ở phía sau mình. Hùng bị cáo buộc sát hại vợ là chị TT vì mâu thuẫn trong việc dạy con. Khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 5 Tết, Hùng đang nấu cơm thì nghe tiếng các con khóc do trêu đùa nhau, nên lên can con gái lớn đừng bắt nạt em. Chị TT cho rằng Hùng chỉ yêu thương con gái thứ hai, không yêu thương con lớn, nên hai người cãi vã. Chị TT đòi ly hôn, mang con lớn và con trai út về nhà ngoại để Hùng nuôi con thứ hai. Bực tức về thái độ của vợ, khoảng 11 giờ 45 phút, sau khi ăn cơm xong, Hùng lấy vật sắc nhọn chạy đến chỗ chị T đang bế con ở phòng khách và tấn công liên tiếp vợ mình. Khi người vợ chạy ra ngoài cổng thì bị vấp ngã, Hùng đuổi đến, dùng chân đạp vào bụng, rồi tiếp tục dùng hung khí sắc nhọn tấn công liên tiếp, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và khai, không còn nhớ nổi đã dùng hung khí tấn công vợ bao nhiêu nhát. Vì quá nóng giận nên đẩy vợ vào bi kịch mất mạng, để lại cha mẹ già và ba con nhỏ bơ vơ. Nghe Hùng khai, ông Châu ngồi phía cuối phòng xử và hai tay ôm chặt di ảnh con gái, chân run lẩy bẩy, khóc nấc lên thành tiếng. Người em gái ngồi cạnh liền đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng, an ủi ông bình tĩnh. Chủ tọa truy vấn Hùng, bị cáo sống kiểu gì mà có đến ba người vợ, nhưng không ai có thể sống cùng. Hùng chắp tay lên bục khai báo, cúi mặt im lặng. Cuối phần xét xử, khi được tòa hỏi ý kiến, ông Châu vịn tay vào vai người em gái ngồi cạnh và cố đứng dậy. Ông nhỏ nhẹ nói, đáng ra nợ mạng người phải trả bằng mạng. Nhưng tôi xin tòa miễn tội tử hình cho con rể, để các cháu ngoại sớm có ngày đoàn tụ với cha. Mặc dù được cha vợ tha thiết xin miễn tội tử hình, nhưng tòa nhận định hành vi của Hùng là côn đồ, truy sát đến cùng nên tuyên phạt mức án tử hình về tội sát hại người. Chủ tọa vừa dứt lời, Hùng liền quay vội xuống hướng mắt về phía gia đình vợ, run giọng: con xin lỗi gia đình mình, xin lỗi vì đến tận bây giờ con mới nói được lời này. Nói xong, Hùng đưa tay lên cho cảnh sát tra còng, cúi mặt bước vội ra xe chở phạm nhân về nơi giam giữ. Ông Châu ngồi nán lại ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại để đi đến quyết định xin tha tội ác cho con rể. Ông đã nhiều đêm thức trắng. Ông nói, những suy nghĩ này cứ dằn vặt tôi mỗi ngày, nhưng quay sang nhìn ba đứa cháu còn nhỏ dại, tôi lại càng đau đớn, thương xót hơn, nên quyết định xin tòa mở con đường sống cho con rể. Ông Châu nói, không muốn khi mình già yếu, mất đi thì các cháu phải vào trại trẻ mồ côi. Theo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, năm 2015, bị cáo Vũ Thanh Hùng từng trải qua đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác và đã được điều trị khỏi. Trước, trong và sau gây án, Hùng không có bệnh tâm thần. Tại thời điểm giám định ngày 14 tháng 5 năm 2021, Hùng mắc bệnh phản ứng hỗn hợp và lo âu trầm cảm, nhưng vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vừa làm ông, vừa làm cha mẹ. Phiên tòa kết thúc, ông Châu ôm di ảnh con gái đi về căn nhà
nằm sâu trong con ngõ ở số 1 khu tập thể Lê Lợi, phường Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, trong căn nhà rộng chừng gần 50m2, đứa cháu trai ho lọc khọc vì đang sốt, bám lấy chân ông không chịu rời. Khoác thêm chiếc áo mỏng cho cháu trai, ông bế vào lòng, dỗ dành, ân cần bón từng thìa cháo trắng vừa nấu vội. Ông thở dài kể, từ ngày mẹ nó mất, cha vướng vòng lao lý, hai chị gái lớn may mắn được người cô bên ngoại đưa về chăm sóc giùm, còn nó sống cùng gia đình tôi từ khi 8 tháng tuổi. Mặc dù sinh non, mất mẹ từ sớm, nhưng cậu nhóc khá cứng cáp và tinh nghịch. Nhưng những hôm cháy gió trời trời, cậu cũng làm khổ ông ngoại vì quấy khóc, đòi sữa suốt đêm. Ông Châu đưa tay gạt nước mắt, nói, tôi giờ vừa làm ông vừa làm cha mẹ của nó. Tuổi già sức cùng, lực kiệt, nhưng vẫn phải gắng gượng nuôi cháu lớn được thêm ngày nào hay ngày đó. Chứ biết đùn đẩy cho ai bây giờ. Trong lúc này, trong căn buồng tối tăm, có tiếng ú ớ của người phụ nữ vọng ra. Đặt vội bát cháo xuống sàn nhà, ông chạy vào phía trong đỡ người vợ bị liệt nửa thân dưới lên xe lăn. Khi chiếc xe vừa di chuyển được vài mét thì chật bánh, người vợ ngã lăn ra sàn nhà. Ông Châu hốt hoảng chạy tới nhọc nhằn đỡ vợ ngồi lên xe, rồi đứng thở hổn hển. Cách đó chừng vài mét, trên chiếc giường cũ kỹ đặt bên ô cửa sổ, nhìn ra con ngõ nhỏ là nơi người con trai lớn bị bại liệt, nằm một chỗ gần chục năm qua. Cuộc đời nhiều biến cố. Ông lão 70 tuổi dùng từ đau khổ để nói về cuộc đời đầy biến cố của mình. Gần 10 năm trước, khi gia đình nhỏ đang hạnh phúc, thì bỗng một ngày người con trai lớn lâm trọng bệnh. Cả gia đình ông chạy vạy khắp nơi lo chữa bệnh cho con. Tuy nhiên mọi công sức và tiền bạc đổ xong đổ bể vì bệnh tình của con trai ngày một nặng hơn, phải nằm một chỗ. Chưa hết, ít tháng sau, người vợ của ông cũng đột ngột trải qua một cơn tai biến và bị liệt nửa thân dưới. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai của ông Châu. Dù tuổi đã cao, nhưng ông Châu vẫn phải xuống thủ đô làm bảo vệ cho một công ty, kiếm tiền lo thuốc thang cho vợ con. Lúc này, việc chăm sóc vợ và con trai, ông nhờ cậy vào cô con gái thứ hai. Cũng trong năm 2015, sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, qua sự mai mối của bạn bè, con gái của ông quen Hùng, người đã có hai đời vợ, không nghề nghiệp và có tiếng cục cằn. Bất chấp lời khuyên ngăn từ gia đình, cô con gái vẫn nhất quyết đến với Hùng bằng quyết tâm sướng khổ con chịu. Hai người từng lỡ đò đến với nhau, không tổ chức đám cưới, đến năm 2018 mới đi đăng ký kết hôn và ba đứa trẻ lần lượt ra đời. Quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hùng nhiều lần táng vợ bầm tím mặt mày. Biết chuyện, ông Châu khuyên con gái quay về sống cùng bố mẹ nhưng bất thành. Ông Châu nói, nếu nó nghe lời bố mẹ thì đã không có chuyện đau lòng hôm nay. Ngày con gái xảy ra chuyện, ông Châu không ở nhà. Nghe tin tôi đau đớn rụng rời chân tay, chỉ muốn chạy ra đường tìm ô tô quyên sinh cho xong. Nói đến đây, ông Châu thẫn thờ vài giây, rồi đi về phía chiếc tủ gỗ, lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra tập album ảnh. Lấy ra tập album ảnh được gói ghém cẩn thận. Ông ngồi dở từng trang, vuốt ve lại từng tấm ảnh sờn màu của con gái. Đứa cháu ngồi trong lòng, chăm chú nhìn kỹ theo từng tấm ảnh trên đôi tay nhăn nheo của ông ngoại. Thi thoảng nó bi bô gọi, mẹ, mẹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.